drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Webcam CC ngon mà, để mới hỏi lại. Mà nùi không mà chứ sợi tới có 2.800 luôn hả? Ui 2.800 nhiều nha. 2.800 tỷ hả? 2.800 tỷ. Ủa quá này làm được cái team đinh luôn á chứ. Từ nha, tôi đi cái team này cho ngon ngon xíu rồi. 2.800 tỷ hả? Đi có Phúc Lan luôn. Phúc Lan bữa tôi bán 700 giờ còn 649 hả? 200 ủa là lòng ở Phúc Lan luôn nè. ST ngon luôn chứ. Phúc Lan CF, Phúc Lan CC, Phúc Lan CC cầm với CR7 World Cup nữa. 7 World Cup cộng 5 thôi, cộng 5 thôi, cho rẻ quá. 7 World Cup cộng 5 CR7. Ừ, team này đẹp quá ta. Có cánh, có cánh, có Beckham con rồi nè. Bây giờ mình đi cánh con kia lại nữa. Cánh mình đi theo con, cánh mình đi theo con Bobby Charlton 1.800 tỷ một năm à. Rashford à, tôi muốn hai con 2.55, tôi muốn 2.55. Có 2.55 nào, ta bắt đi xung rồi, bắt đi xung cánh được hả? 17, 19, lực xuống sao không có. Độ vị trí cao rồi, xuống được. Eriksen, Lingard à, Lingard này cộng mấy? Lingard lộ là cũng 7 ngon à, 7 bán 400 tỷ à. Chiếm với chơi 7 ngon à. Eriksen, Nghitaria cũng ngon, khá thích Nghitaria, cộng 7 bán không? Cộng 7 bán nhiêu? 200 tỷ à. Quấy 3, cộng 7 bán không? Quấy 3, cộng 7 đó ngon nha. Quấy 3, cộng 7 là bị ngon. Nghitaria, quấy 3, cộng 7. Hình như có gói cộng 7 mà đúng không? Có gói gì, có gói gì mà FA, LL, BTB cộng 7 hay phải? On cộng 7. Có từng có gói này nha em nha, từng có gói này. Quả em Kitara nếu mà cũng phải mua được không ta? Em Kitara nếu mà này mua được không ta? Được đúng không? Con này mua được không? Không lựa dịch hả? Không lựa giao dịch nhưng mà mua được, tôi nghĩ là con này mua được hết em à. Mua được nha. Đặt cái biết đâu về, đặt cái biết đâu về cộng 7 mà. Thì này team Manu bù là mua được hả? Cái này chắc không bù đâu, này đặt thôi. Em Kitara cộng 8 là cộng bét mà. Đặt thôi, hy vọng về ra con này 7 ngon quá. Beckham em Kitara 2 cánh, sơ 7 Phúc Lan. Team này đã được kiểu ban bật với goal. Donny van der Beek cộng 7 như con bét nhá. 500 tỷ mà. Donny van der Beek không ra cộng 6 à. Donny van der Beek từ CDM này có mấy con xuất xa ngon lắm. 0.55 cũng được. Manu này có mấy con CDM xuất xa nhìn ngon à. Cờ của em Kitara nè, em Kitara biết cờ đứng nào à? Cờ này là cờ Armenia, tôi bấm lên tôi mới biết, tôi không biết. Búp ba à, có Bruno 23 TS nè, hai bao cờ đá CDM ngon mà. Chờ mình con này đá CDM ngon nha, biết sao xuất xa tốt á. Tôi thích đá Bruno ghê á, lâu rồi tôi chưa đá Bruno. Đấy, cánh đá Bruno cũng ngon ha, Bruno cho ra cánh đá cũng đẹp. Bruno cho ra cánh tạc, nhiều tạc 120 luôn nè, xuất xoé, xuất xa. Chuyện chạy này đá cánh ngon, điều chạy hơi chậm thôi. Bruno nhìn ngon 400 tỷ hả? 400 tỷ còn hai bán luôn ấy chứ Bruno. Bastian con này ngon quá trời, con này ngon hả, con này bán không? Này có bán á. Bastian, Saisinger, DC, Beckham, DC. Casemiro, Casemiro này không biết sút. Tôi thích con Bruno ghê. Cho xin quả Bruno ấy. Úc bà Best Cup hả? Sao con này xong nói. Map em không thể tiran hả? Tí tí map được, sao để đứng tiền nhá. Bastian, Bruno. Bastian, Bruno. 487 tỷ. Bruno ha, tôi thích Bruno hơn Bastian không? Bastian xuất cho 24 mà không? Bruno này ngon quá ta, Bruno nhìn ngon quá ta. Bruno tạt bóng tiền dài, tiền ngắn. Đủ hết chứ, quả là đủ Bruno á. Bruno Fernandes nha, tôi thích Bruno. Đá CDM với lại còn CDM, 2 CDM. Bruno đá CDM với Bastian Sager luôn á chứ. Ơi cặp này đá CDM luôn, cũng đẹp mà. Hai con này luôn nha. Hai con này luôn, đá cho nó ngon. Cặp này luôn, khó mua một xíu nhưng mà được. Con em Kitara khó mua cây này, tôi build cho anh em mạnh quá mà khó mua cũng ráng mua được nha tú nha. Ráng chèn cái này cho mát binh cũng được. Cái này chèn mà cái này tôi lấy build cho anh em đi, mát binh nó hơi khó xíu nhưng mà được. Khó xíu nhưng mà được. 2.000 tỷ bây giờ con Varane DC 200 mà sao bán. Varane DC được không ta? Varane DC 114 mà, Varane DC này có 300 tỷ rồi, đập được không? Đập con này hết Harry Kane là mình tốn khoảng 350 tỷ cho một lần đập. Con này có 200 tỷ à. Đập con Varane không? Đập con Varane DC nha. Varane DC cộng 4, mua về đập. Được không? Varane DC đi, Varane này đập tốn 200 tỷ à. Mua phôi chắc góp xíu 200 à. Rồi nha, mua Varane này cộng 4 xong là mua sẵn phôi luôn. 5014 giờ đập luôn Varane cộng 5. Varane DC luôn chứ, cho nó mạnh luôn chứ. Varane DC mà đi thêm KCB với lại phôi đăng nói, phôi đăng 300 hả? Cái này phôi đăng icon luôn ấy. Phôi đăng icon luôn ấy ha. Phải phôi đăng icon luôn mà bị đó. Đây này thì mình quất luôn con phôi đăng icon luôn, đi bước này luôn qua là đỉnh rồi. Varane DC đi bước này, tính tiền đủ nha. Tính tiền cả nha, tính tiền cả. Bruno họ có lượt kìa 487 kìa, một lượt kìa chắc có người bán. Phúc Lan này 600 sao đổ qua sao phải World Cup à? Lâu rồi chưa đá, đổ qua đá rồi đỡ gì. Lâu rồi dạo này tôi build sao phải return nhiều rồi, nay đổ qua sao World Cup cho nó mốt. C7 sẽ mua đập hả? À bà sao đủ. Hy vọng về con này ha, con em khi đang con bảy có, con này nhiều lắm luôn á, bữa có bán luôn á. Ở biết không có rồi đâu đặt đâu. Con này nhiều, con em khi ta đây anh 7 này hôm bữa thấy bán nhiều lắm, không hiếm đâu, nhiều lắm á. Mua là về, Varane này cộng 4 nha.
đang vàng còn bốn xong mua vui giùm luôn nha, còn 600 tỷ à. Tiền nhiều ST 150 ha, thì sẽ là 7 World Cup được tới đây sao vậy? Còn dư 600 tỷ này mà để dành bằng hai cánh GK này kia, 150 đẹp rồi. Tại vì sao? Còn Phúc Lan giá cao quá, Phúc Lan gánh hơn sẽ là 7, Phúc Lan nắm vào chút hơn. 209 lương còn 41 lương cho ba vị trí đúng không? The next day. Dở luôn đúng không? Bút 3 Damian, ủa cái quay mua cái gì? Không, xe loại World Cup đúng không? Phúc Lan, à, với không có sẵn, Bác Sàng xài với Evidan về luôn. Bích Bác Sàng đã CDM có lại Bruno Fernandes à về luôn. Kêu, đủ. Chị mua hai mày, mày không mua, này cũng được, Rooney. Nếu mà tiện mà muốn mua Rooney cho ta, để người kia tự đọc. Dalot nó ngon á, con Dalot gì kia vô ngon hơn. Này chạy 120, con Dalot gì chạy cho mấy. Rồi mà đó lỡ mua rồi bán nữa. CR7 Phúc Lan hả? Này đá tơ xếp chứ. Này đây. Đồ. Mua bàn quan. Ok, SPCF Phúc Lan hàng này lên lần 5. Bốn năm số luôn không? Để coi nó đấm sao Bruno, để coi này đá sao rồi Bruno ngon á. Này chủ yếu đá Bruno mà. Sút xoáy trong 32 luôn. Phúc Lan quá ngon rồi, Phúc Lan CR7 cặp ST đinh mà. Beckham em Vitarian cánh. Beckham ngon, Beckham CC có sẵn đá không hết ok. Em Vitarian cộng 7 là tưởng mua không được chứ, con này mua được là ngon á. Con này tưởng mua không được thôi. Mua được con này quá êm. Tại quán số xoáy số luôn. Bruno và Bastian. Bruno mắc nào mua này không phải bù á hả? Con Bruno này mà phải bù á ta. Con này chú bạn nó mua phải bù, con này hiếm quá ha. Xuất xa chọn vị trí ô lê cứ như thế xuất xoáy chuyện giờ sang kiếm tệ để mai reset lại chuyện giờ thanh bóng quả Bruno này số ác quá, Bruno số nùi số luôn. Em canh cái đêm mới về hả? Bruno đáng 117 số CDM nhưng mà đáng ngon. CDM 7 này đáng ấy được. Varane với lại Rio Ferdinand. Varane đập lên đúng không? Varane đập lên quá ngon luôn á. Varane Rio Ferdinand tính đồng bạn sửa phá Darren Rojo. Rojo này ngon. Rojo này chạy chậm Damian luôn à, Damian chạy nhanh tính gì, tính rằng Damian chạy nhanh đó chứ. Leo 5 chạy cho 24 rồi, tao đóng 24 rồi, chạy nhanh. Tống 2 rồi, nhận 3 mấy tỷ à. Được nữa. Mà không có thiểu ăn rồi, đến đầu mạnh, con Rojo này số nhìn đã. Đánh đầu mạnh nè, xuất xa nè, truyền dài nè, sọt bóng nè, dễ chấn thương nè. Một số nhìn đã luôn, Onana mấy 90. Cũng được mấy 90 được, quét với cản thật bóng. Onana chụp hay mà. Chỉ có gà đập khó, con này mở ra mà, con Bruno này mở ra đầy chứ. Biết sao tiền nó hiếm đó nhá, mở ra đầy. Bruno mà sao nó hiếm ta. 400 mấy tỷ, 118 số. Chắc do lỗi của vị số. Quang em Vitarian được quá, em kêu anh 7 này sao mua được này tay ta. Chiến thắng à, Mỹ còn la nha, ngày cứ la quậy quá. Cristiano Ronaldo. Bác Sàn xuất sàng ngon nha. Ờ vậy đấy. Dấu tên đã uy scan 10.000 đồng. Dễ mai có mua một tăng được không? Cảm giống tên nha, mai mùa ta. Chờ mai xin sao. Mình thì mình có nghe không rõ vụ đó. Tôi thấy Ghana chưa thông báo. Toàn mấy ông đồn mà. Varane hay quá vậy. Varane DC. Ôi ngon ha, Varane DC tôi đá tôi rồi đúng không? Nhưng mà đá vô cây Manu bụi số nhìn đã luôn á. Hay quá ta. Vô trời ơi, không bán này kết inside cho nhất đen khó à. Hôm bữa như bạn nói xong tôi cũng đưa Phúc Lan ST làm tường á, không đưa vô được á. Phúc Lan đá ST dở quá, đá CF thì chỉ đứng chỗ đi xuất à. Phúc Lan được cái xuất xa 2.5 ngon. Bruno
Trời. Chị thằng mét nữa vô hả? Ừ. Em guitar rang ngon ghê luôn á. Hendrix em guitar rang F3 đó. Đã như ta. Chị này dễ vô quá trời. Em guitar rang. Vì nếu xe được không anh à, bếp khó tính à. Rớt đúng không, đừng có đập nữa, đập lên hai con rồi, đập gì nữa. Đập xong rồi lên. Ngày lên hai con thôi, đừng cố quá. Để mai nó reset lại rồi đập tiếp. Sao mà đập hết một đêm, một ngày mà lên hết nguyên hình được. Lên đó. Hay quá là. Vậy bảy. Đúng rồi. Ừ. Christian Ronaldo. Bảy phần khúc này biết sao không? Những khúc mà anh sút á, nhìn nó kỳ kỳ. Thôi hay nha, hay, hay. Tôi nói sao nay tôi gặp đối chàng này cứng quá ta. Vậy chỉnh môn sớm quá vậy. Bastian Schweinsteiger. Ngoài ngồi quá à, Bastian xin giết đế từ trước. Chính xác là pha vượt không tốt khi điểm trường lại bị đối thủ bắt bại. Hugo Forlan. Này. Bastian Schweinsteiger. Này. Này. Một điểm trường tốt. Này. Thấy đi của Phúc Quang. Phúc Quang nó bán quá ta. Đi của Phúc Quang. Trời ơi, một cái giúp sư thực sự luôn. Hugo Forlan. Italian, đẩy vào đây, đẩy vào đây. Rồi, trời ơi, bảy à. Paran, Paran DC lực quá anh em ơi. Paran DC này nó hay quá. Bắt đầu kìa hai bàn hôm nãy Paran đầu vô bị nhiều á. Rafael Varane. Anh 7 thằng trai giá 4.5 hả? Đó lâu lâu có thể giờ tình huống anh em ạ. Nhưng mà 7 return đá lực. 7 return thôi. 7 World Cup này kiểu World Cup đá dòng loại hay vô trong nó hay đâu cho nên là. Cho nên là Phúc Lan vào số thì đúng bài quá rồi. Đi vô Phúc Lan. Phúc Lan đá lực quá ta. Ủa mai 1 tỷ là gạt tôi đang đá. À quên mà đúng rồi. Thằng này, thằng này đúng không? Thằng này nói gì? À quan kia đó, không biết. Ừ. Ừ 7 chạy luôn rồi. Hay quá ta, Bruno kiến tạo xe 7 à. Lát. Thằng này đang đá. Ừ. Bastian hay đúng không? Hạ thủ hay, ngon ha, nhưng mà bị thọt chân thôi. Cho họ dễ. Ru hay nè. Ây. Sốt. Bastian hay sao không? Vừa thủ hay mà vừa công ngon nữa. Đây là đó. Quay công ngon luôn nha. Lãng. Hay quá là Phúc Lan sơ rồi 7 pha cặp này cặp bài trùng à. Cặp bài trùng hả ta. Tôi chơi từ đầu game ấy 4 đến giờ cày chay được 300 tỷ. Mùa nào cũng răng huyền thoại hả à? Sẽ có một ngày lên được siêu sao. Cày chay từ đó đến giờ luôn có 300 tỷ hả. Sao ta? Cày chay từ đó đến giờ là phải là 4 năm rồi, nhất là mấy cái ngàn tỷ á chứ. Mình đồ. 4 ngàn tỷ á chứ, nếu anh em không bán không đó. Ủa vô quá gì?
bít không à. Đâu bít bít không. To sốt kìa. Đẳng cấp luôn chứ. Mỗi bít không là bao sốt kìa. Ồ, bao sốt đẹp như ta. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.